Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đào Yêu Chiết Giang Sơn của tác giả Bạch Lộ Thành Song. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 161 Thật ra hắn không nên đến, hoàng trưởng nữ dường như cũng không muốn hắn đến, nhưng không hiểu sao Lý Tấn lại cố chấp trước khi đi còn tranh cãi ầm ĩ với hoàng trưởng nữ một trận. Thẩm tại giã nghe thấy, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Anh ta nhìn chằm chằm người đó hồi lâu mà không nói gì. Tự Yến Quy cẩn thận đánh giá hắn vài lần, thử thăm dò mà nói, dù sao đi nữa, hắn cũng là sứ thần, hai nước giao chiến không giết sứ thần, ngươi. Ngươi lo lắng cái gì, thầm tại giã nhẹ nhàng cười, đóng lại hồ sơ, ngẩng đầu nhìn hắn, người đó đã là quá khứ, ngươi nghĩ ta hẹp hòi đến mức cố ý không bỏ qua cho hắn sao. Tử Yến Quy thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực nói, vậy là tốt rồi, người đó đã đến Tương Viên Thành, ngày mai có thể đến Kinh Đô. Ừ, thẩm tại giá cười ôn hòa nói, ta biết rồi, đêm nay ngươi tiếp tục đi ôn thanh các đi. Tử Yến Quy ngạc nhiên, không vui nhìn về phía bên hông hắn, nhận túi thơm của người ta, không lẽ ngươi không tự mình đi một chuyến. Trên túi thơm thiêu trúc và uyên ương, nhìn qua đã biết tốn không ít tâm tư tiếc là lại đưa cho một kẻ cầm thú. Thẩm tại giã không nhìn hắn, giả vờ như vô ý lấy túi thơm xuống, thuận tay ném cho hắn, đem đi bỏ chỗ ngươi. Tử Yến Quy đưa tay nhận lấy, tức giận liếc nhìn rồi quay người biến mất trong bóng đêm. Ngày hôm sau, đào hoa dậy sớm, đôi mắt trông ngóng ngồi trước cửa phủ chờ tin tức. Thẩm tại giã lúc ra ngoài thấy nàng, mỉm cười nói, sứ thần triệu quốc hôm nay rất khuya mới vào kinh đô, dù ngươi có đợi cũng không gặp được. Không cần vội vàng như vậy. Thiếp không vội, đào hoa vội nói, thiếp đang ngắm phong cảnh thôi. Thầm tại giã ha ha cười hai tiếng, cầm vạt áo rồi lên xe ngựa. Chạm lô kéo căng dây lái xe ra cửa thành, đi xa một chút mới nói, đã phân phó tiếp tục, người đến từ sáng sớm, giờ chắc còn bị cản ở cửa thành. Người từ quốc gia khác đến đều cần kiểm tra, đặc biệt là không phải người bản quốc, phải có văn điệp thông quan và văn thư của quan phủ. Đương nhiên, đối với sứ thần thì không cần, nhưng thủ vệ cửa thành lại như mù. Mặc kệ Lý Tấn giải thích thế nào, họ cũng không tin bọn họ là sứ thần, nhất định bắt chờ văn thư của quan phủ bên ngoài. Đoàn người đi ngàn dặm xa xôi, mệt mỏi phong trần, bị ngăn ở cửa thành, còn bị dân chúng vây xem. Lý Tấn hết sức nén giận, đôi mắt tam giác đầy sự không kiên nhẫn nhưng vẫn có phần kiêng rề, không dám lỗ mãng. Lý Tấn thực ra nhìn cũng không tệ, lông mi dài, mắt nhỏ, mắt híp, khuôn mặt gầy và cao, mặc quan phục trông khá nhanh nhẹn. Nhưng khi bị ngăn ở cửa thành, xe ngựa cũng phải dừng bên cạnh. Sau lưng một đám tùy tùng không biết làm gì, hắn không thể tránh khỏi cảm giác chất vật và nôn nóng. Đúng lúc đó, một chiếc xe ngựa đình đầu tiên hạc đồng từ trong thành chạy nhanh ra, vừa mới còn hung dữ thủ thành binh, vừa nhìn thấy đã vội vã quỳ xuống. Dân chúng ra vào thành đều bị tạm thời ngăn lại bên cạnh, Lý Tấn ngẩng đầu, thấy một hàng cấm vệ bên cạnh xe ngựa đẩy ra, tiếng ồn ào lớn bốn phía ngay lập tức trở nên yên tĩnh. Màn xe được nhấc lên, một nam nhân mặc quan phục gấm hoa màu đen đi xuống, từ từ ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Lông mi dài như kiếm, mũi cao như núi, nam nhân này thật sự hiếm thấy, dù là nam nhân cũng phải thừa nhận người này tuấn lãng phi phàm. Nhưng Lý Tân nhíu mày, không biết có phải do cảm giác của hắn sai không, rõ ràng lần đầu gặp mặt, nhưng ánh mắt người này lại có chút không thân thiện. Tại hạ là thừa tướng đại ngụy thẩm tại giã, người trước mặt tiến lại gần, trên mặt đầy vẻ chân thành, chắp tay nói, thủ vệ cửa thành không hiểu chuyện, mong sứ thần triệu quốc lượng thứ. Có phải hắn nhìn nhầm không, thái độ người ta thật tốt lý tân mím môi vội vàng chắp tay đáp thừa tướng nói quá lời chỉ là chờ lâu một chút thôi còn phiền ngài tự mình ra đón tiếp phải như vậy thẩm tại giã ngẩng đầu ánh mắt trầm tĩnh nhìn hắn nói với thân phận của lý thừa tướng lại tự mình đến đại ngụy tại hạ đón tiếp cũng là nên có lễ nghi các vị đi đường mệt mỏi xin theo tại hạ vào thành được lý tấn không biết gì cười cùng hắn lên xe ngựa, còn cảm khái nói Lúc trước có người đồn rằng thừa tướng đại ngụy nghiêm túc thận trọng, ta tưởng rằng là bậc trường bối nghiêm túc, không ngờ lại cùng thế hệ. Thẩm tại giá yêu nhã chỉnh lại áo choàng, ngồi trong xe nhìn hắn nói, hiện nay anh hùng đều xuất thân từ thiếu niên, lý thừa tướng nhìn vẫn trẻ hơn ta mấy tuổi. Có thể lên làm thừa tướng triệu quốc, chắc hẳn có không ít chỗ hơn người. Nói đến đây, Lý Tân thoáng chút lung túng, cúi mắt đáp, quá khen làm thừa tướng chỉ cần phụ tá quân chủ là được nếu không có khương tố hành hắn cũng không làm được thừa tướng lần này cứng rắn đến triệu quốc trở về không biết còn xảy ra chuyện gì thẩm tại giã nhướn mày nhìn hắn từ trên xuống dưới kinh ngạc nói lý thừa tướng quả là quá khiêm nhường ta nghe nói ngài biết cưỡi ngựa bắn tên còn giỏi văn chương kiếm pháp cũng không tệ chỉ biết sơ sơ thôi lý tấn cười cười đây không phải là khiêm tốn thực sự mỗi thứ chỉ biết sơ sơ để dụ dỗ nữ nhi ra vui vẻ thôi nhưng thẩm tại giã lại nói vừa hay trong dịch quán đã chuẩn bị xong không ít trò vui để tỏ lòng hoan nghênh sứ thần triệu quốc bệ hạ đặc biệt lệnh cho tại hạ cùng lý thừa tướng giao lưu một chút đợi mọi người dàn xếp xong dùng bữa trưa buổi chiều cùng vui chơi một chút sau lưng lạnh toát mồ hôi lý tấn cứng mắc đồng ý thầm nghĩ đại ngụy hoàng đế chẳng lẽ định cho họ ra oai phủ đầu ngay từ đầu, nên mới phái thẩm thừa tướng đến thử hắn. Chuyện này có vẻ nghiêm trọng, hắn phải bảo vệ mặt mũi triệu quốc. Vì vậy khi đến trạm dịch, mọi người vào phòng nghỉ ngơi, Lý Tấn lại mang cung ra, nghiêm túc luyện tập một lát. Cảm thấy ổn, hắn tiếp tục luyện, thầm nghĩ đại ngụy quả là một trong ba nước mạnh nhất, đi xứ nơi này thật không dễ dàng thẩm tại giã thoải mái nhàn nhã ở dịch quán cùng họ dùng bữa trưa uống một lát trà rồi dẫn lý tấn đến gần chuồng ngựa chúng ta tùy ý vui chơi một chút không cần quá căng thẳng thẩm tại giã cầm cung ôn nhu an ủi lý tấn nghe lời này lý tấn thả lỏng không ít cười nói phải tùy ý vui chơi một chút đâu phải trận đấu lời chưa dứt thẩm tại giã đã cưỡi ngựa xông ra ngoài lý tấn Trùm ngựa hai bên có 10 cái mục tiêu, hắn nhìn nhìn, vội vàng dục ngựa đuổi theo, tính nhầm rồi liên tiếp bắn ra 10 mũi tên. Kết quả 3 mũi tên không trúng bia, 5 mũi tên trúng bia xa, hai mũi tên trúng hồng tâm. Đến đỉnh điểm, Lý Tấn vội vàng quay đầu nhìn thầm tại dã bên kia. 10 mũi tên đều trúng bia, trong đó 8 mũi trúng hồng tâm. Thẩm thừa tướng ngồi trên ngựa, vẫn cười ôn hòa, "Cảm ơn đây chỉ là hoạt động gân cốt lý thừa tướng không cần để trong lòng được dù trong lòng có chút chán ghét nhưng tài nghệ không bằng người không còn gì để nói lý tấn xuống ngựa đi theo thẩm tại giã vào trong người đại ngụy thích dùng đao hơn đến bên cạnh khung binh khí thẩm tại giã đưa tay rút ra một cây tam hoàn đại khảm đao nhìn lý tấn nói nghe nói lý thừa tướng chỉ am hiểu sử dụng kiếm vậy chúng ta dùng kiếm so tài lý tấn ngạc nhiên thầm thừa tướng biết võ. Hắn tưởng rằng văn thần không biết võ công, chỉ biết bắn tên, vì phần lớn họ phải đi săn với hoàng đế. Hiểu sơ sơ thôi, thầm tại giã để đao xuống, rút trường kiếm, cười nói, điểm tới là rừng. Được, đi gấn gật đầu, chọn kiếm tiện tay, chắp tay làm lễ, sau đó kéo ra tư thế. Thẩm tại ra hi mắt, nhìn hắn công kích đến, rút kiếm ngăn lại, quét ngang một cái bức lui hắn ba bước một cước đạp thẳng vào ngực hắn. Phúc, với vừa ăn trưa ói ra một nửa, Lý Tấn khiếp sợ quay đầu nhìn hắn. Đã nói điểm tới là dừng ma. Người không sao chứ, thầm tại giã nhíu mày, tự trách nâng hắn dậy, ném kiếm, trách ta không khống chế lực tốt, sao có thể đối xử với khách quý như vậy? Có muốn gọi đại phu đến không? Không sao, không sao, thấy hắn chân thành như vậy, Lý Tấn cảm thấy mình suy nghĩ nhiều, người ta không cố ý, là mình công phu không tới nơi. Ai những thư đánh đấm này chúng ta không nên đùa. Thẩm Tại Giã nghiêm túc nói. Trở về trạm dịch luận bàn thư pháp cũng tốt. Lý Tấn gật đầu, che ngực theo hắn tiếp tục đi. Trong sân trạm dịch bàn đọc sách được sắp đặt, sứ thần và vài người của đại ngụy đứng quanh. Lý Tấn có chút khẩn trương, nhíu mày hỏi, đây là muốn tỉ thi sao? Thẩm Tại Giã ôn hòa cười nói, chỉ là luận bàn thôi tốt hay không đều không quan trọng vậy ạ à, lý tấn gật đầu chọn bảng chữ mẫu bắt đầu vẽ thẩm tại giã trực tiếp cầm giấy tuyên thành vùng bút viết bốn chữ gà chó quần áo dương vạn thanh bên cạnh là người hiểu thư pháp nhìn thấy cũng kinh ngạc thì ra thẩm thừa tướng có thành tựu thư pháp cao như vậy nghe lời này lý tấn biết mình không cần viết nữa lúng túng để bút xuống nhìn về phía thẩm tại giã chắp tay nói thừa tướng đại ngụy văn võ song toàn, lý mỗ bội phục. Nếu đây là đại ngụy hoàng đế cho giao oai phủ đầu, thì hắn cũng nhận, không có cách nào, mọi mặt đều không bằng người ta. Nhưng chạm lô bên cạnh xem cuộc vui thì bất đắc dĩ lắc đầu, người khác không biết nhưng hắn biết rõ, chủ tử nhà mình hôm nay không nhận hoàng lệnh gì, hoàn toàn là tự mình hứng khơi. Nhưng vì sao lại không qua được Lý Thừa Tướng, nhìn bộ dáng thảm hại của Lý Thừa Tướng hắn đều không nỡ nhìn. Thẩm tại dã khiêm tốn chắp tay, Lý Thừa Tướng có nhiều chỗ hơn người, tại hạ chỉ biết đùa những thứ này thôi, không có gì đáng phục. Thời gian không còn sớm, thẩm mộ xin cáo từ, ngày mai gặp lại trong cung. Thừa Tướng đi thong thả, Lý Tấn cung kính tiễn hắn ra cửa, xoay người không nhịn được che ngực vẫn còn đau. Dương Vạn Thanh bên cạnh nhìn, nhịn không được hỏi, đại nhân có đắc tội với Thừa Tướng Đại ngụy không? Ta chưa từng gặp hắn, Lý Tân nhíu mày, sao có thể đắc tội hắn? Hôm nay chắc chỉ là ngoài ý muốn. Ngày hôm sau, đào hoa dậy sớm, đôi mắt trông ngóng ngồi trước cửa phủ chờ tin tức. Khi thẩm tại giã ra ngoài, nhìn thấy nàng, anh mỉm cười nói, Sứ thần triệu quốc hôm nay rất khuya mới vào kinh đô, dù ngươi có đợi cũng không gặp được. Không cần vội vàng như vậy. Thiếp không vội, đào hoa vội nói, thiếp đang ngắm phong cảnh thôi. Thầm tại giã ha ha cười hai tiếng, cầm vạt áo rồi lên xe ngựa. Chạm lô kéo căng dây lái xe ra cửa thành, đi xa một chút mới nói, đã phân phó tiếp tục, người đến từ sáng sớm, giờ chắc còn bị cản ở cửa thành. Người từ quốc gia khác đến đều cần kiểm tra, đặc biệt là không phải người bản quốc, phải có văn điệp thông quan và văn thư của quan phủ. Đương nhiên, đối với sứ thần thì không cần, nhưng thủ vệ cửa thành lại như mù mặc kệ lý tấn giải thích thế nào họ cũng không tin bọn họ là sứ thần nhất định bắt chờ văn thư của quan phủ bên ngoài đoàn người đi ngàn dặm xa xôi mệt mỏi phong trần bị ngăn ở cửa thành còn bị dân chúng vây xem lý tấn hết sức nén giận đôi mắt tam giác đầy sự không kiên nhẫn nhưng vẫn có phần kiêng rè không dám lỗ mãng lý tấn thực ra nhìn cũng không tệ lông mi dài mắt nhỏ mắt híp khuôn mặt gầy và cao mặc quan phục trông khá nhanh nhẹn. Nhưng khi bị ngăn ở cửa thành, xe ngựa cũng phải dừng bên cạnh. Sau lưng một đám tùy tùng không biết làm gì, hắn không thể tránh khỏi cảm giác chật vật và nôn nóng. Đúng lúc đó, một chiếc xe ngựa đỉnh đầu tiên hạc đồng từ trong thành chạy nhanh ra, vừa mới còn hung dữ thủ thành binh, vừa nhìn thấy đã vội vã quỳ xuống. Dân chúng ra vào thành đều bị tạm thời ngăn lại bên cạnh, Lý Tấn ngẩng đầu, thấy một hàng cấm vệ bên cạnh xe ngựa đẩy ra, tiếng ồn ào lớn bốn phía ngay lập tức trở nên yên tĩnh. Màn xe được nhấc lên, một nam nhân mặc quan phục gấm hoa màu đen đi xuống, từ từ ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Lông mi dài như kiếm, mũi cao như núi, nam nhân này thật sự hiếm thấy, dù là nam nhân cũng phải thừa nhận người này tuấn lãng phi phàm. Nhưng Lý Tân nhíu mày, không biết có phải do cảm giác của hắn sai không, rõ ràng lần đầu gặp mặt, nhưng ánh mắt người này lại có chút không thân thiện. Tại hạ là thừa tướng đại ngụy thẩm tại giã, người trước mặt tiến lại gần, trên mặt đầy vẻ chân thành, chắp tay nói, thủ vệ cửa thành không hiểu chuyện, mong sứ thần triệu quốc lượng thứ. Có phải hắn nhìn nhầm không, thái độ người ta thật tốt. Lý Tân mím môi, vội vàng chắp tay đáp, thừa tướng nói quá lời, chỉ là chờ lâu một chút thôi, còn phiền ngài tự mình ra đón tiếp. Cần phải vậy thẩm tại giã ngẩng đầu, ánh mắt tĩnh lặng nhìn hắn và nói, với thân phận của Lý Thừa Tướng, lại tự mình đến làm cho đại ngụy, việc đón tiếp ngài là lễ nghi cần thiết. Mọi người đã mệt mỏi vì chuyến đi dài, hãy theo tại hạ vào thành. Được, Lý Tấn không biết gì, cười cùng hắn lên xe ngựa, còn rất cảm thán mà nói. Trước đây có người đồn rằng thừa tướng đại ngụy nghiêm túc và thận trọng, ta tưởng rằng là một bậc trưởng bối nghiêm nghị, không ngờ lại cùng thế hệ với ta thẩm tại giã nhẹ nhàng chỉnh lại áo choàng ngồi trong xe nhìn hắn nói hiện nay anh hùng đều xuất thân từ tuổi trẻ lý thừa tướng trông vẫn trẻ hơn tại hạ vài tuổi có thể trở thành thừa tướng của triệu quốc chắc hẳn ngài có nhiều điểm xuất sắc nghe nhắc đến điều này lý tấn có chút lung tung cúi mắt đáp quá khen quá khen làm thừa tướng chỉ cần có thể phụ tá quân chủ là đủ nếu không nhờ khương tố hành hắn cũng không thể làm thừa tướng lần này đến triệu quốc không biết khi trở về sẽ còn xảy ra chuyện gì thẩm tại giã nhướn mày nhìn hắn từ đầu đến chân kinh ngạc nói lý thừa tướng thật là khiêm nhường ta nghe nói ngài biết cưỡi ngựa bắn tên còn có tài văn chương kiếm pháp cũng không tồi chỉ biết sơ sơ thôi lý tấn cười nói đó không phải là khiêm tốn thật ra chỉ biết mỗi thứ một ít để giải trí mà thôi nhưng thẩm tại giã lại nói vừa hay trong dịch quán đã chuẩn bị nhiều trò vui để chào đón sứ thần Triệu Quốc, Bệ hạ đặc biệt ra lệnh cho Tài hạ cùng Lý thừa tướng giao lưu một chút. Khi mọi người đã ổn định, ăn trưa xong, buổi chiều chúng ta sẽ giải trí một chút. Sau lưng đổ mồ hôi lạnh, Lý Tân cứng ngắc đồng ý, thầm nghĩ đại ngụy hoàng đế chẳng lẽ ngay từ đầu đã định ra oai phủ đầu, nên phái thẩm thừa tướng tới thử sức hắn. Chuyện này có phần nghiêm trọng, hắn phải giữ thể diện cho Triệu Quốc khi đến trạm dịch mọi người đều vào phòng nghỉ ngơi lý tấn lại tìm cung nghiêm túc luyện tập một lát cảm thấy tạm ổn hắn lại tiếp tục luyện thầm nghĩ đại ngụy thật không hổ danh là một trong ba quốc gia mạnh nhất đi xứ nơi này thật không dễ dàng thẩm tại giã thoải mái nhàn nhã ở dịch quán cùng họ ăn trưa uống trà rồi dẫn lý tấn đến gần chuồng ngựa chúng ta chơi đùa một chút thôi không cần quá nghiêm túc thẩm tại giã ôn tồn nói với Lý Tấn khi cầm cung. Nghe vậy, Lý Tấn cảm thấy bớt căng thẳng, cười nói, đúng vậy, chơi đùa thôi mà, đâu phải là trận đấu. Lời còn chưa dứt, thẩm tại giã đã cưỡi ngựa xông ra ngoài. Lý Tấn, hai bên chuồng ngựa có 10 cái mục tiêu, hắn nhìn một lượt, vội vàng dục ngựa đuổi theo, tính toán rồi liên tiếp bắn ra 10 mũi tên. Kết quả ba mũi tên không trúng bia, năm mũi tên trúng bia xa hai mũi tên trúng hồng tâm. Đến giới hạn, Lý Tấn vội quay đầu nhìn thầm tại giã. Mười mũi tên đều trúng bia, trong đó tám mũi trúng hồng tâm. Thẩm thừa tướng ngồi trên ngựa, cười ôn hòa nói, cảm ơn, đây chỉ là hoạt động giãn gân cốt, Lý thừa tướng không cần bận tâm. Được, trong lòng dù có chút không hài lòng, nhưng tài nghệ không bằng người, Lý Tấn không thể nói gì, xuống ngựa, theo thẩm tại giã đi vào trong người đại ngụy thích dùng đao hơn đến bên giá binh khí thẩm tại giã rút ra một thanh đại đao ba vòng nhìn lý tấn nói nghe nói lý thừa tướng chỉ giỏi sử dụng kiếm vậy chúng ta hãy dùng kiếm để so chiêu lý tấn hơi ngạc nhiên thẩm thừa tướng biết võ hắn tưởng rằng văn thần đều không biết võ công nhiều lắm chỉ biết bắn tên vì thường phải đi săn với hoàng đế biết sơ sơ thôi để đao xuống rút trường kiếm thẩm tại giá cười nói, chạm tới thì dừng. Được, Lý Tấn gật đầu, chọn kiếm tiện tay, chắp tay làm lễ với hắn, rồi vào tư thế. Thẩm tại ra hi mắt, nhìn hắn tấn công tới, rút kiếm ngăn cản, một cú quét ngang đẩy lùi hắn ba bước, một cước đạp vào ngực hắn. Phụt, vừa ăn trưa xong ói ra một nửa, Lý Tấn kinh hoàng quay lại nhìn hắn. Nói là chạm tới thì dừng mà. Người không sao chứ, thẩm tại giã nhíu mày, rất tự trách nâng hắn dậy rồi vứt kiếm trách ta không khống chế tốt lực đảo sao có thể đối đãi khách quý thế này có cần gọi đại phu không không sao không sao nhìn hắn chân thành như vậy lý tấn cảm thấy mình suy nghĩ nhiều người ta không cố ý là do công phu của mình chưa đủ thôi mấy trò đánh nhau này chúng ta không nên đùa nữa thẩm tại giã nghiêm túc nói trở về trạm dịch luận bàn chốt thư pháp cũng tốt Lý Tấn gật đầu, che ngực đi theo hắn. Trong sân trạm dịch xếp đặt bàn đọc sách, sứ thần cùng vài người theo đại ngụy đều vây quanh. Lý Tấn có chút khẩn trương, nhíu mày hỏi, đây là muốn tỉ thí sao? Thẩm tại giã ôn hòa cười nói, chỉ là luận bàn thôi, tốt hay xấu đều không quan trọng. Vậy à, Lý Tấn gật đầu, chọn bảng chữ mẫu, rồi bắt đầu viết. Thẩm tại giã cầm giấy tuyên thành, tuyệt bút vung lên, viết bốn chữ lớn gà chó quần áo. Bên cạnh Dương Vạn Thanh là người hiểu thư pháp, nhìn thấy thì kinh ngạc, hóa ra thẩm thừa tướng cũng có thành tựu thư pháp cao như vậy. Nghe vậy, Lý Tân biết mình không cần viết nữa, lung túng để bút xuống nhìn thầm tại giã, chắp tay nói, thừa tướng đại ngụy văn võ song toàn, Lý mỗ bội phục. Nếu đây là đại ngụy hoàng đế muốn giao ai phủ đầu, thì hắn cũng phải chấp nhận, không có cách nào, khắp nơi đều không bằng người ta. Nhưng bên cạnh, chạm lôi nhìn thấy mà bất đắc dĩ lắc đầu, người khác không biết. Nhưng hắn biết rõ, chủ nhân của mình hôm nay không nhận được mệnh lệnh gì từ hoàng đế, hoàn toàn là do hứng thú nhất thời. Nhưng, vì sao lại không ưa được Lý Thừa Tướng? Nhìn bộ dạng thảm hại của Lý Thừa Tướng, hắn cũng không đành lòng nhìn. Thẩm tại giã khiêm tốn chắp tay, Lý Thừa Tướng có nhiều điểm xuất sắc, tại hạ chỉ biết đùa giỡn mấy thứ này thôi, không có gì đáng để bội phục. Thời gian cũng không còn sớm, Thẩm Mộ xin cáo từ trước, ngày mai gặp lại trong cung. Thừa tướng đi thong thả, Lý Tấn cung kính tiễn hắn ra cửa, rồi xoay người lại nhịn không được mà ôm ngực đau. Dương Vạn Thanh bên cạnh nhìn, không nhịn được hỏi, đại nhân có đắc tội với Thừa tướng đại ngụy không? Ta chưa từng gặp hắn, Lý Tấn nhíu mày, sao lại đắc tội hắn? Hôm nay chắc chỉ là ngoài ý muốn. Chương 162 thực sự chỉ là ngoài ý muốn. Dương Vạn Thanh mím môi, nhìn trống rỗng vào cửa, không nói gì, rồi xoay người trở về phòng. Thẩm tại giã với tâm trạng vô cùng tốt trở về tướng phủ, thấy Khương Đào Hoa vẫn ngồi xổm trước cửa, liền thuận tay ôm vào lòng, ăn cơm xong chưa? Ăn rồi, Đào Hoa tức giận nói, nhưng sao vẫn chưa có tin tức gì? Chẳng phải nói hôm nay sẽ tới sao? Đã nói với người là rất khuya mới đến, thẩm tại giã nghiêng người nhìn nàng, người cứ ngồi đây đợi, chi bằng lo chuẩn bị ăn mặc thật đẹp. ngày mai đừng để ta mất mặt. ừ, đào hoa đáp lại đầy chán nản. bị thẩm tại giã đặt lên giường nệm liền ngoan ngoãn nằm xuống, trong đôi mắt đầy lo lắng. vừa rồi tâm trạng còn rất tốt, nhưng khi thấy bộ dáng này của nàng, thẩm tại giã không vui. người đang mong đợi gì? có ai để đợi sao? có chứ, có chứ. đào hoa u sầu gật đầu. nếu hắn không đến, nàng biết làm sao đây? thẩm tại giã híp mắt nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu cuối cùng không nhịn được hỏi người thích lý tấn ở điểm gì ơ ơ đào hoa sững sờ sau khi kịp phản ứng lại lời thẩm tại giã nói kinh ngạc quay đầu nhìn hắn ra làm sao hắn biết tên lý tấn này thẩm tại giã không lên tiếng xem như đã thừa nhận đào hoa giờ khóc giờ cười ngồi dậy nhưng đầu đánh giá hắn một lúc lâu rồi hỏi ngài đã phái người điều tra chuyện trước đây của thiếp ở triệu quốc phải không tiện thể bảo người hỏi thôi thẩm tại giã quay đầu nói không có hỏi quá kỹ thiếp đoán ngài cũng không hỏi quá kỹ đào hoa bật cười nếu không sao lại nghĩ rằng thiếp đang đợi hắn hiện tại nàng hận không thể lập tức chém chết hắn còn đợi gì nữa thẩm tại giã dừng lại mặt không biểu cảm nhìn nàng ánh mắt ra hiệu nàng nói rõ ngồi xếp bằng lại đào hoa hắng giọng nói Chuyện đến bây giờ cũng không có gì để giống. Trước đây thiếp có một chuyện đính ước, chính là từ trong bụng mẹ đã đính hôn với Lý Tân. Ước định đến khi thiếp 15 tuổi sẽ gả cho hắn. Hai ta lớn lên cùng nhau, hắn giống như người anh trai, đặc biệt chăm sóc ta, mỗi lần ta gây họa hắn đều giúp ta gánh vác, vì vậy ta từng nghĩ hắn là người tốt. Đáng tiếc, khi ta mới 13 tuổi, Tân hoàng hậu lên ngôi, hoàng tỷ trở thành công chúa chính thức Cuộc sống khổ sở của ta lại bắt đầu. Nhớ lại thời gian đó, đào hoa cười cũng không khổ lắm. Chỉ là không còn được ăn sung mặc sướng như công chúa, cùng công nhân làm bạn, bị đẩy đến cạnh tường cung mà thôi. Chỉ cần họ không làm khó Trường quyết, ta cảm thấy ngày không quá khó chịu. Đáng tiếc, họ không có ý định để chúng ta sống yên ổn, Trường quyết đường đường là hoàng tử, bị đối xử như công nhân, bị quát nạt, có kẻ gan lớn còn dám đánh hắn khiến chúng ta không thể không phản kháng. Nhưng hai đứa trẻ có thể phản kháng gì? Phụ hoàng không quan tâm, cung nhân chỉ để ý không làm chúng ta mất mạng, quyền đấm cước đá không thiếu. Khi đó, trường quyết bị thái giám đá gãy xương sườn, nàng bất lực chạy đi tìm Lý Tấn, lại bị hắn nhốt ngoài cửa. Khương Tố hành nhân cơ hội bảo người bắt nàng, nói nàng tự mình xuất cung, đánh nàng hai mươi hèo. Nàng và trường quyết sốt cao, bị nhốt trong vựa củi không y không thuốc. Nếu không nhờ sư phụ cứu giúp, nàng và trường quyết đã chết trong phòng chứa củi đó. Sau đó, người khác nói cho nàng biết, Lý Tấn phàn hoàng trưởng nữ, muốn làm phò mã và hoàng phu, nên không cần nàng nữa. Khương Đào Hoa tức giận đến phát run, lần đầu tiên trong đời nếm trải cảm giác bị phản bội. Nghĩ lại mà càng thêm căm hận, bị người như Lý Tấn từ bỏ, quả thực là nhục nhã vô cùng trong mộng nàng đều hận không thể chém chết hắn để báo thủ mối hận sâu này. Vì vậy trong một thời gian dài, nàng luôn mơ thấy mình dơ một thanh đại đao, điên cuồng đuổi theo Lý Tấn. Nhưng mà nghĩ lại, thiếp dường như đã lâu không mơ thấy như vậy. Đào hoa sờ cầm, có thể vì đã lập gia đình, thiếp không còn hận hắn nhiều, dù sao người không thể so đo với súc sinh. Thẩm tại giã nghe vậy trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt đầy thú vị. Sao vậy? Đào hoa với vẻ mặt cổ quái nhìn hắn, thiếp nói thật mà, ngài đừng không tin. Thẩm tại giá đưa tay vuốt chán, thông minh một đời, bỗng nhiên cảm thấy hôm nay mình đi tìm người khiêu khích thật quá ngốc. Tuyệt đối không thể để nàng biết, nếu người đã hận hắn như vậy, tại sao hôm nay lại ngóng trông hắn đến? Thẩm tại giá trột giả dạ hỏi, còn có chút tức giận. Nếu nàng không biểu hiện vội vã như vậy, hắn đã không hiểu lầm. Đào hoa liếc nhìn hắn không hiểu, rồi nói, ra, người nào từ triệu quốc đến, thiếp không hề biết, danh sách ngài cùng Nam Vương xem, không đưa thiếp, ngài không nhớ sao. Thẩm tại giã, con người không thể thông minh cả đời, lúc nào cũng có thể vờ ngớ ngẩn, chỉ cần phần lớn thời gian là lý trí là được. Tự an ủi mình một lúc, thẩm tại giã chỉnh đốn lại thần sắc, nghiêm túc nói, nếu vậy, ngươi hãy chuẩn bị kỹ, ngươi hiện tại gà cho người lợi hại hơn hắn, hiểu chưa? khương đào hoa im lặng một lúc rồi đưa tay sờ chán hắn sao vậy ra hôm nay đầu óc không tỉnh táo lắm đào hoa nhíu mày ngài nói gì cũng kỳ lạ thiếp gà tốt là nhờ ngài thiếp phải chuẩn bị gì đã lập gia đình chẳng lẽ còn muốn ăn mặc đẹp để hắn hối hận Mớp quá hắn với thiếp còn liên quan gì nếu không còn liên quan tại sao phải để ý suy nghĩ của hắn thẩm tại giã dừng lại một lúc lâu rồi chậm rãi đứng dậy bình tĩnh nói, hôm nay bên ngoài gió lớn, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, đừng để bị lạnh. Được, đào hoa nhìn hắn ra ngoài, rồi kéo thanh đài đến, nghiêm túc nói, ngươi đi hỏi chạm lô, xem hôm nay tướng ra đi đâu. Thanh đài sợ hãi, mắt lấm lét nói, chạm lô kín miệng, nô tỳ làm sao có thể. Hắn không nói ngươi liền đánh hắn, ta không tin hắn dám đánh nữ nhân. Đào hoa vẻ mặt giữ tợn làm động tác chém cổ, nếu đánh cũng không chịu nói ngươi mang hắn đến đây ta giết hắn chủ tử thanh đài kinh ngạc ngài đào hoa liếc nhìn tiểu nha đầu của mình một lúc lâu rồi cười nói đùa thôi ngươi cứ đi hỏi một chút nếu hắn không chịu nói ngươi cứ khéo léo van cầu chắc hơn phân nửa hắn sẽ nói thanh đài ngẩn người một lúc lâu mới đáp rồi do dự đi ra ngoài hai khắc chuông sau nàng chạy trở lại mắt đầy sợ hãi nói chạm lô thật sự nói rồi nói ra đi đón sứ thần triệu quốc ở trạm dịch. vất vả ngươi đào hoa vỗ vai nàng, duỗi lưng một cái, rồi thoải mái bắt đầu thay quần áo chuẩn bị dùng bữa tối. thẩm tại giá quả nhiên đã gặp lý tấn, phản ứng hôm nay của hắn cũng không kỳ lạ. điều khiến nàng kinh ngạc hơn chính là hắn đã sớm tra xét quá khứ của nàng, ít nhất là từ hai tháng trước, có nghĩa là hắn đã sớm coi trọng nàng. đào hoa chập chập hai tiếng vừa lắc đầu vừa thay thường phục thoải mái, rồi gõ bàn chờ cơm tối. Khi sứ thần triệu quốc đến, hoàng đế cũng muốn ban thưởng cho đào hoa một ít đồ vật, sau bữa tối ban thưởng liền được mang vào phủ. Thẩm tại giã lạnh lùng nhìn một lúc lâu, rồi chọn ra một chiếc áo choàng thêu mẫu đơn kim tuyến và một chiếc váy dài đỏ thẫm, ném cho nàng nói, ngày mai ngươi có thể mặc bộ này. Đào hoa kinh ngạc đến há hốc miệng, nhìn bộ trang phục dườm già hoa văn và hệ chụp, ngài chắc chắn sao chắc chắn thẩm tại giã nói nếu thanh đài không biết mặc cứ để nha hoàn giúp nhưng mà đào hoa giơ váy lên ngài thấy bộ này đẹp sao nói thật rất khó coi nhưng dù sao cũng là ngự tứ dù sao cũng là biểu tượng cao quý ứng phó trường hợp ngày mai mới chịu được vì vậy thẩm tại giã gật đầu trái lương tâm đào hoa không nhịn được cười thành tiếng ném bộ xiêm y tiến đến bên cạnh thẩm tại giã nói gia phải tin tưởng thiếp, thật không cần quá khẩn trương. Người thấy ta khẩn trương ở đâu? Thẩm tại giã nhíu mày, ta làm vậy là muốn tốt cho ngươi. Đa tạ gia đã quan tâm, Đào Hoa ôm eo hắn làm nũng, nhưng thật không cần tốn nhiều tâm tư vào cách ăn mặc. Thứ nhất, Lý Tấn không phải là người quan trọng, thứ hai bộ xiêm y này khó tránh khỏi làm hoàng hậu và lan quý phi phật lòng, sẽ gây hận. Nếu ngài tin tưởng thiếp, chi bằng để thiếp quyết định. Thẩm tại giã lạnh lùng nhìn nàng một lúc lâu, rồi thở dài, tùy ngươi. Thấy nàng vui vẻ bắt đầu thu dọn đồ đạc, hắn không nhịn được hỏi, ngươi cũng từng thích lý tấn sao? Thân thể cứng đờ, đào hoa với vẻ mặt như nuốt phải con rán, quay đầu nhìn hắn một lúc, rồi nói, ai cũng từng trẻ, tiểu cô nương dễ bị lừa, chỉ cần nói vài lời ấm lòng, chăm sóc một chút, liền nghĩ đó là phu quân số mệnh. Ngài không thể trách điều này, dù thiếp từng thích, hiện tại tuyệt đối không còn chút tình cảm nào. Không phải là ghi hận, thẩm tại giã cúi mắt, ta chỉ tò mò, ngươi là nữ nhân như vậy, sao lại thích người khác? Điều này cần hỏi sao? Đào hoa liếu lưỡi, nữ nhân đều giống nhau, thích nhất là người đàn ông tốt với mình, ôn nhu, chăm sóc, làm người ta an tâm. Trừ khi là tiểu cô nương, nếu không ai thích người nghiêm mặt như ngài, vừa hung dữ lại. Lời chưa nói hết, thấy thẩm tại giá bỗng nhiên đổi sắc mặt, đào hoa quyết định nhanh chóng sửa lời, mặc dù ngài luôn nghiêm mặt, vừa hung dữ, nhưng thiếp vẫn là tiểu cô nương mà. Thẩm tại giá hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn nàng nói, người thật là một người không biết phân biệt. Hắc hắc hắc, đào hoa vội ôm cánh tay hắn nói, ra là tốt nhất, thiếp biết, ngài yên tâm, trong lòng và thể xác thiếp không ai tốt hơn ngài. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 163 Lời này từ miệng Khương Đào Hoa nói ra, thẩm tại giã không muốn tin một chữ nào, nhưng không biết vì sao, cơn giận trong lòng hắn dần tiêu tan, lặng lẽ nhìn nàng và thanh đài tới lui thu thập mọi vật, thậm chí bắt đầu yên lặng trở lại. Hắn không đủ ôn nhu đối với người khác, không đủ săn sóc sao, nhưng là đường đường nam nhi, chẳng lẽ hắn còn phải làm tùy tùng cho tiểu nữ tử mới gọi là săn sóc. Nữ nhân thật sự nông cạn, chỉ nhìn bề ngoài, không suy nghĩ kỹ ai mới là người đối xử tốt nhất với mình. Khương Đào Hoa ở những phương diện khác không tệ, sao ánh mắt nhìn nam nhân lại kém như vậy? Lắc đầu, thẩm tại giã thay quần áo xong, mang theo sự buồn bực đi nghỉ ngơi ở tranh xuân các. Sáng sớm hôm sau, Thanh Đài tìm được bộ xiêm y đào hoa muốn. Thẩm tại giã thức dậy, thấy Khương Đào Hoa đã thu thập xong, mặc bộ váy ngắn màu vàng nhạt, đai lưng thêu kim tuyến hoa lệ mà không phức tạp, gấm dây lưng có họa tiết tối màu. Họa tiết cát tường trên băng cũng đoan trang và đại khí. Đây là da, đào hoa cười híp mắt đưa hắn bộ quan phục, vẫn là bộ thường ngày hắn mặc, chỉ là bên cạnh có thêm một túi thơm màu vàng nhạt, cùng màu với váy của nàng. Thẩm tại giã hơi nhíu mày, đứng dậy để nàng thay xiêm y cho mình, sau đó ghét bỏ cầm túi thơm lên nhìn, ngươi theo à? Làm sao kịp được? đào hoa bĩu môi, tìm tạm một cái thôi. Thẩm tại giã càng ghét bỏ hơn, đưa tay định gỡ xuống, thật khó coi, không mang còn hơn. Chào ôi, chào ôi, chào ôi, đào hoa vội đè tay hắn lại, cười nói là thiếp thiêu đấy, thời gian không đủ, chỉ có vài đóa hoa nhỏ. Nhưng hợp với váy của thiếp mà, hoàng cung lớn như vậy, lỡ thiếp bị lạc, người ta nhìn màu sắc này cũng biết đưa thiếp về bên ngài. Nghe lời này, có chút ý nghĩa sao? Thẩm tại dã suy nghĩ một chút, buông tay ra, đã vậy, thì đi thôi. Được rồi, đào hoa đáp, ôm cánh tay hắn đi ra ngoài, trong lòng không nhịn được lầm bẩm, Vị đại gia này gần đây càng ngày càng khó hầu hạ. Sứ thần sáng sớm sẽ vào cung, trước gặp hoàng đế, sau đó gặp văn võ bá quan. Cuối cùng đến hậu cung dự tiệc, vì vậy, khi vào cung, thẩm tại dã liền đi tiền chiều, khương đào hoa bị cung nhân dẫn vào hậu cung chúc mừng ngươi, Lan Quý Phi nghiêng dựa trên giường Quý Phi, gương mặt trang điểm diễm lệ, cuối cùng được phong chính. Đào hoa tiến lên hành lễ, cười nói, đa tạ nương nương, cũng nhờ tướng gia yêu ái. Thật sự là rất được yêu chiều, Lan Quý Phi cười khẽ, ngồi thẳng người nhìn nàng nói, bản cung biết hắn nhiều năm như vậy, chưa từng thấy nữ nhân nào có thể ở bên cạnh hắn hơn nửa năm mà không mất ân sùng, ngược lại càng được yêu chiều khương phu nhân thật sự là có thủ đoạn thủ đoạn chưa bàn tới nàng chỉ là biết nắm đúng thời cơ theo thẩm tại giã mà thôi trong thiên hạ nam nhân không phải là thuận hắn thì sống nghịch hắn thì chết sao nhưng đối với lan quý phi nàng chỉ có thể cung kính nói nương nương quá khen ho khan hai tiếng lan quý phi lộ ra vẻ mệt mỏi dù trang điểm đậm cũng không che hết bệnh hoạn thái tử không có hắn muốn ngày nào đó cũng không xa ngươi có nghĩ mình sẽ có kết cục gì không? Trong cung điện yên lặng, cung nữ đều lui ra ngoài, Khương Đào Hoa nhìn người trước mặt một lúc, nghiêng đầu nói, có thể có kết cục gì? Thiếp ngu dốt, không biết, thầm tại giã là kẻ nhẫn tâm, Lan Quý Phi cười khổ nói, mặc kệ đã từng có bao nhiêu tình cảm, mặc kệ người khác có bao nhiêu thích hắn, vì hắn bỏ ra bao nhiêu, khi không cần người kia, hắn sẽ vô tình vứt bỏ. Điều này, nàng cũng đã thấy rõ ở trong tướng phủ. Đào hoa cười nói, nương nương cũng vì thế mà ghi hận hắn sao. Lan quý phi sững sờ, ánh mắt mất đi tiêu cử, thật lâu mới phục hồi tinh thần lại nói, bản cung cũng không rõ, là ghi hận hắn, hay là quá yêu hắn. Nương nương, đào hoa kinh ngạc, vô ý thức nhìn quanh, đây là trong hoàng cung, nàng cũng dám nói ra những lời như vậy. Người yên tâm đi, lục chỉ lan diễu cợt, trong cung này không có người ngoài ngoài tâm phúc của bản cung, chỉ có tâm phúc của tướng gia ngươi. Lợi hại như vậy, đào hoa liếu lưỡi, thầm tại giã ngay cả hoàng cung đều có thể khống chế, muốn tạo phản chẳng phải là quá dễ dàng. Bản cung gần đây ngã bệnh, suy nghĩ rất nhiều chuyện. Lục chỉ lan nói sâu kín, cả đời này, bản cung đều sống vì hắn, nhưng bây giờ hắn lại tốt với ngươi như vậy, bản cung đến cùng là gì? Nương nương, đào hoa vội khoát tay, ngài không nên bị biểu hiện giả dối lừa. Tướng ra đối xử với thiếp như thế nào, chỉ có thiếp rõ ràng. Hắn đối với ai cũng đều giống nhau, thiếp không có ngoại lệ. Vị chủ tử này cảm xúc rất quan trọng, lỡ vì mình mà bỏ gánh không làm, thẩm tại giá có thể đánh chết nàng không? Phải không, lục chỉ lan nhắm mắt, hắn đã lâu không nói chuyện với bản cung, lần tới không biết là khi nào. Nhìn nàng, Khương Đào Hoa cuối cùng không nhịn được nói, hoàng thượng đối ngài cũng rất tốt, ngài không động tâm sao? Lục chỉ lan sững sờ, trên mặt thoáng qua vẻ áy náy, cúi mắt nói, đời này thầm tại giá thiếu bản cung, bản cung cũng thiếu bệ hạ, nếu có kiếp sau, bản cung sẽ trước trả ân tình cho bệ hạ, rồi mới đòi nợ thầm tại giã. Một khi thích một người, sau đó dù người khác tốt hơn, cũng rất khó chấp nhận. Không phải là vấn đề ai tốt ai xấu, chỉ là thứ tự đến trước và sau gọi là duyên phận. Đào hoa lặng lẽ nhìn mặt Lan Quý Phi, nhịn không được thở dài. Nàng cùng mình không tranh lệch tuổi tác bao nhiêu, lại trông như già hơn 10 tuổi, sống trong cung tường này, dù được hoàng đế sủng ái, cũng không được vui vẻ. Canh giờ không sai biệt lắm, đào hoa đỡ Lan Quý Phi đứng dậy đi ra ngoài, các phu nhân cũng đã tụ tập đầy đủ. Hoàng hậu bệnh nặng tĩnh dưỡng, Trách nhiệm mở tiệc chiêu đãi sứ thần hôm nay rơi vào vai Lan Quý Phi. Khi đến trước mặt mọi người, đào hoa thấy Lan Quý Phi không còn vẻ mệt mỏi, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, thành thạo chào hỏi các phu nhân, yêu nhã ngồi trên chủ vị thường trà. Thẳng thắn mà nói, lục chỉ Lan thật sự là mỹ nhân, chẳng trách hoàng đế lại dùng ái như vậy. Nàng thậm chí bắt đầu có chút không hiểu, người như vậy luôn theo thầm tại giã, đôi hắn mãi mãi không rời lại dám vì hắn hy sinh, thẩm tại dã rốt cuộc vì sao không thích người ta. Khi buổi trưa đến, hoàng đế dẫn sứ thần vào hậu cung, Lan Quý Phi cùng mọi người đón tiếp ở cửa cung, đào hoa cúi đầu hành lễ, chỉ nghe tiếng hoàng đế cười cười mở, triệu quốc công chúa mau đứng dậy, hôm nay xem như nhà mẹ đẻ ngươi tới thăm, lát nữa ngươi ngồi bên trái chấm. Chương 164. Đào Hoa bất ngờ, vội vàng cúi đầu hành lễ cảm ơn ơn huệ của bệ hạ hoàng đế đang định nói tiếp thì lý tấn đứng bên cạnh bất ngờ lên tiếng công chúa nước chúng tôi không phải nên gả cho nam vương sao tại sao lại mặc như thế này đào hoa cúi đầu nhíu mày nghĩ thầm không lẽ họ vẫn chưa nói rõ chuyện này thẩm tại giã cười nói mới vội trao đổi quốc lễ chuyện này cần phải giải thích từ từ trong buổi họp lý tấn nhíu mày ánh mắt đầy bối rối và khó hiểu ánh mắt anh ta dừng lại trên người khương đào hoa, không thể rời mắt. Những người xung quanh cũng nhận thấy sự khác thường, ngay cả hoàng đế cũng nhìn anh ta rồi nhìn đào hoa. thẩm tại giã không hài lòng bước lên một bước, chắn trước mặt lý tấn, sau đó cười nói: bệ hạ hãy vào ngồi trước đã. lan quý phi nhanh chóng hòa giải, tiến lên đỡ hoàng đế vào trong. tiệc rượu đã chuẩn bị xong, bệ hạ xem có chỗ nào chưa ổn không? người làm việc, trẫm tự nhiên yên tâm mình đức đế cười rồi mọi người phía sau cũng lần lượt đi theo vào trong lý tấn tranh thủ cơ hội muốn đến gần khương đào hoa nhưng thẩm tại giã liên tục chắn trước mặt hắn như vô tình đứng đó dù hắn cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua được thẩm thừa tướng cuối cùng lý tấn không chịu nổi phải lên tiếng hỏi có phải tôi đã làm gì đắc tội với ngài không thẩm tại giã quay lại nhìn hắn một cái cười nói thừa tướng lý nghĩ nhiều rồi chúng ta chưa từng gặp mặt làm sao có thể đắc tội được vậy vậy tại sao hắn luôn tỏ ra không hợp tác với mình thẩm tại giã gật đầu lễ phép không nói gì thêm quay lại kéo khương đào hoa vào lòng mình nhẹ nhàng nói cẩn thận nhìn đường đào hoa bất ngờ nhìn lên hắn thốt lên ngày hôm nay thật đàn ông sao thẩm tại giã bóp nhẹ eo nàng ngoài mặt cười nhưng lòng không cười ý nàng là bình thường ta không đàn ông sao không 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 đào hoa ngoan ngoãn dựa vào lòng hắn chân thành nói ngài lúc nào cũng rất đàn ông thật đấy thẩm tại giã mỉm cười khóe mắt nhìn thấy sắc mặt tái xanh của người đứng sau trong lòng chợt cảm thấy thỏa mãn lý tân sững sờ nhìn hai người trước mặt mãi đến khi vào điện chính ngồi xuống thấy họ ngồi chung một bàn hắn mới nhận ra khương đào hoa lấy thẩm tại giã chứ không phải nam vương sao bệ hạ không thể ngồi yên thêm một khắc, Lý Tấn vừa ngồi xuống liền chắp tay nói: "Thần không hiểu, hôn sự của công chúa nước chúng tôi rốt cuộc là sao?" Chuyện này kể ra cũng là một kỳ duyên, Lan Quý phi ngồi xuống cùng Minh Đức đế, sau khi chỉnh đốn y phục, ông mới lên tiếng: "Vốn công chúa của quý quốc đúng là được gả cho nam vương, nhưng trên đường đi không ngờ lại vào phủ thừa tướng. Thừa tướng của đại ngụy ta cũng không kém vương gia, công chúa của các ngươi không bị thiệt thòi." tại sao lại như vậy sắc mặt lý tấn hơi tái đi nhìn thầm tại giã và khương đào hoa rồi nhìn nam vương bên cạnh mặc dù nam vương đã lên thân vương hiện tại ở đại ngụy cũng có địa vị độc tôn nhưng vẫn còn trẻ nếu đào hoa gả cho hắn mình cũng sẽ dễ chịu hơn vì nàng sẽ không thích một đứa trẻ nhưng thầm tại giã sao lại là thầm tại giã đào hoa mỉm cười ánh mắt bình thản nhìn hắn nói ta sống rất tốt ở đại ngụy gả cho ai không quan trọng quan trọng là nếu có thể nhờ ta đại ngụy và triệu quốc sẽ gắn bó suốt đời điều này không phải là vô nghĩa công chúa nói rất đúng lan quý phi cười duyên dáng nhìn công chúa và thừa tướng ân ái như vậy chắc chắn đại ngụy và triệu quốc sẽ mãi mãi hiu hào mình đức đế nhẹ nhàng véo tay lan quý phi rồi bất ngờ bà im lặng không nói thêm gì nếu triệu quốc là một nước mạnh mẽ đại ngụy vẫn có thể duy trì mối quan hệ hòa thuận. Nhưng bây giờ triệu quốc ngày càng suy yếu, binh lực kiệt quệ, phòng thủ biên giới yếu kém, chính là miếng mồi ngon của đại ngụy, chỉ đợi thời cơ nuốt chừng. Mình đức đế không thể không tính toán điều này, nhưng lúc này không thể nói quá rõ ràng. Lý Tân mím môi, ánh mắt sâu thẳm nhìn đào hoa rất lâu, cúi đầu nói, nếu công chúa hiện giờ sống tốt, thần cũng yên lòng. Người có gì mà yên tâm? đào hoa không nhịn được liếc mắt, làm như rất quan tâm đến nàng, lúc nàng gặp nạn thì ở đâu. Khi nàng và trường quyết gặp khó khăn thì chẳng màng, giờ lại ra vẻ quan tâm, thật khiến người ta chướng mắt. Trước kia nàng bị lời nói ngọt ngào và ánh mắt thâm tình của Lý Tấn làm cảm động, nhưng giờ đã trưởng thành, hiểu rõ bản chất của đàn ông qua những thứ phù phiếm đó. Mọi việc phải nhìn kết quả chứ không phải quá trình, muốn biết người đó có tốt với mình không, đừng nghe lời hắn nói hãy nhìn hành động cụ thể. Hai nước đã đám hỏi, tức là người một nhà. Mình Đức Đế mỉm cười nói, triệu quốc nếu gặp khó khăn, cứ việc nói với chấm, có thể giúp được nhất định sẽ hết sức. Lý Tân thấy kỳ lạ, không nhịn được lại nhìn Khương Đào Hoa một cái. Vốn là cho nàng đi hòa thân, không mong đợi quan hệ hai nước sẽ tiến triển gì, nhưng nàng lại làm được điều này, khiến Hoàng đế Đại Ngụy nói ra những lời này. Khương Đào Hoa cũng ngừng lại, nhanh chóng nhìn về phía chủ vị, sau đó nhìn Lý Tấn, nhíu mày nhẹ nhàng lắc đầu. Có ý gì? Lý Tấn không hiểu nàng muốn nói gì, mình đức đế vẫn chờ, hắn nghĩ một chút rồi nói, gần đây Triệu Quốc gặp nhiều thiên tai, lương thực thiếu hụt. Đại ngụy nếu dư giả, có thể cho mượn một ít được không? Thiên tai nhân họa, mình đức đế cảm thán, đây thật không ổn, lát nữa ta sẽ thương lượng với quan trong triều, các ngươi thiếu bao nhiêu lương thực? cứ việc lấy từ kho đại ngụy. Lý Tấn mừng rỡ, không ngờ hoàng đế đại ngụy lại hào phóng như vậy, vội vàng ra khỏi chỗ ngồi hành lễ, đại ân của bệ hạ, thần thay mặt triệu quốc cảm tạ. Đào hoa nhắm mắt, nghĩ thầm cha nàng ở triệu quốc thật là hồ đồ, đi nước ngoài mà lại phái Lý Tấn, một người chỉ biết tình cảm mà không biết quyền mưu. Nàng có bao nhiêu cân lượng mà có thể khiến Minh Đức Đế cho mượn nhiều lương thực như vậy? Rõ ràng là do hỏi thực lực của triệu quốc, Tên mốc này ngay cả ánh mắt của nàng cũng không hiểu. Thật sự là trời đất tạo nên một cặp với Khương Tố Hành. Thẩm tại giá đã nhận ra tâm trạng của nàng, liếc mắt, không nói gì. Tiệc bắt đầu, tiếng đàn sáo vang lên, vũ cơ uyển chuyển, món ăn quý hiếm cũng được bưng lên. Đào hoa định ăn để quên đi nỗi buồn, nhưng không biết sao hôm nay thẩm tại giá lại chu đáo đến vậy, khi thì gấp thức ăn cho nàng, khi thì lau khóe miệng lan quý phi cũng không nhịn được nói thừa tướng ngày càng dịu dàng đào hoa cười ngượng ngùng tay áo nhẹ nhàng nắm lấy đùi thẩm tại giã đôi môi không động âm thanh từ kẽ răng phát ra ra đối diện rõ ràng không phải đối thủ của ngài ngài cần gì phải làm thế ra tình nguyện thẩm tại giã mỉm cười gắp một miếng thịt hươu nhét vào miệng nàng hắn thích xem thì để hắn xem cho đủ giờ khóc giờ cười đào hoa nhìn lý tấn đối diện liên tục uống rượu nghĩ thầm hoàng đế và thừa tướng hôm nay đã bàn bạc kỹ muốn hại lý tấn hại hắn không sao nhưng sau lưng hắn còn có triệu quốc lỡ uống say mà nói điều không nên nói chưa kịp lo lắng hết lý tấn đã đứng dậy mặt hơi đỏ ánh mắt không còn tỉnh táo nói ngài thực sự thích công chúa của chúng tôi sao thấy có trò hay minh đức đế buông đũa kéo tay lan quý phi hứng thú nhìn xem lan quý phi cười làm lành ánh mắt dừng lại trên người thẩm tại giã có chốt phức tạp thẩm tại giã ngẩng đầu lễ phép mỉm cười nói nàng là chủ mẫu của tướng phủ cũng là chính thê của thẩm mỗ làm sao không thích được vậy ngài biết nàng thích gì ghét gì không lý tấn chế diễu công chúa gả đến cũng gần nửa năm rồi nếu ngài thật lòng những câu hỏi này không khó trả lời chứ đào hoa tức giận muốn ném cái mâm trên bàn vào hắn đây là trường hợp gì mà lại hỏi như vậy, với thân phận của hắn có phù hợp không, hắn muốn chết thì đừng kéo nàng theo, ánh mắt thầm tại giã trầm xuống, mặt vẫn cười, bình tĩnh nói, nàng thích bạc, thích ăn thịt, thích tắm nắng, ghét phản bội, ghét lửa dối. Sai rồi, Lý Tấn lắc đầu, nàng thích mất quả, ghét cây vừng. Xung quanh náo nhiệt, nhiều người cúi đầu bàn tán, nhìn Lý Tấn và Khương Đào Hoa với ánh mắt đầy ẩn ý thẩm tại giã nheo mắt định nói gì đó nhưng đào hoa đã ngăn lại khẩu vị của con người sẽ thay đổi nàng ôn hòa cười nói trước đây thích mứt quả lớn lên thì không còn gì đặc biệt trước đây ghét cây vừng lớn lên thấy không khó ăn lắm da của ta nói đúng giờ ta thích bạc thịt và ánh mặt trời ghét phản bội và lừa dối điều này sẽ không thay đổi cả đời nói xong nàng cảm động kéo tay thẩm tại giã nói cứ tưởng ra không biết điều này, không ngờ ngài tuy chưa nói nhưng lại quan tâm thiếp như vậy. Thẩm tại giã dừng lại, nhìn nàng sâu sắc, bây giờ biết rõ ta tốt với ngươi chứ? Là thiếp ngu mốc, mắt đào hoa sáng lên, ra là người tốt nhất với thiếp trên đời này. Mình đức đế cười lớn, đùa rằng, hai vợ chồng ngươi tình cảm hòa thuận là tốt, nhưng đây là quốc yến, những chuyện khác về nhà nói tiếp. Thần thất lễ, thẩm tại giã vội vàng chắp tay đào hoa cũng cúi đầu theo, dịu dàng cười, rồi quay đầu hung hăng chừng Lý Tấn một cái. Lý Tấn mím môi không nói, ánh mắt vô hồn, bị nàng chừng sau đó ngồi im lặng. Dương Vạn Thanh bên cạnh vội hòa giải, thừa tướng Lý và công chúa như anh em, quan tâm công chúa là hợp lý, thấy công chúa sống tốt, chúng thần cũng yên tâm. Chương 165. Hoàng đế vuốt cằm, mọi người cười rộ lên, các màn ca múa và yến tiệc tiếp tục. Khương Đào Hoa khẽ thở phào nhẹ nhõm, cầm tay thầm tại giá rồi khẽ nhéo. Sao vậy? Thầm tại giã cúi mắt hỏi. Ngài không thể thấy hắn không thông minh lắm mà tha cho hắn sao? Đào hoa nhíu mày, coi hắn như một sứ thần bình thường không được sao? Người nói gì vậy? Thầm tại giã cười, ta sao lại không tha cho hắn được? Đào hoa cắn răng, nhìn lý tấn tâm trạng không yên, lại nhìn ánh mắt thâm thúy của Minh Đức Đế, nhỏ giọng hỏi, ra có dám bảo đảm với thiếp là ngài và bệ hạ không có ý định gì với triệu quốc không? Sao có thể chứ, thẩm tại giã dùng đũa gắp thức ăn cho nàng, ngươi chỉ cần lo ăn ngon là được. Bình thường khi không dám nhìn vào mắt nàng, đều là lúc hắn nói dối. Đào hoa trong lòng trầm xuống, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Tấn cùng ngự sử đại phu uống rượu tán gẫu vui vẻ. Bệ hạ nấp ta gần đây không khỏe, đã giao hết việc lớn cho hoàng trưởng nữ xử lý. Hắn nói, trên đời này nữ nhi chưa chắc thua kém nam nhi, hoàng trưởng nữ nước ta rất giỏi, không thua kém nam nhi. Năm lập quốc là một lão nhân 50 tuổi, ánh mắt rất khôn khéo, nhìn hắn rồi cười nói, nói cũng đúng, nữ tử có thể gánh vác cả một quốc gia. Thật giỏi, dương vạn thanh nhíu mày, vô thức kèo áo ly tấn, cảm thấy lời nói của hắn có phần quá nhiều nhưng Lý Tấn cảm thấy say xưa, lại cảm động nhớ ơn Minh Đức Đế mượn lương thực, trong lúc nhất thời đối với hạ thần đại ngụy cũng thành thật. Mặc dù không nói gì cơ mật quan trọng, nhưng tình hình cơ bản trong nước đều bị người ta nắm rõ. Khương Đào Hoa không thể chịu nổi, đứng dậy nói với thẩm tại giã, thiếp có thể đi nghỉ ngơi một chút được không? Thẩm tại giã gật đầu, thay nàng chào từ biệt hoàng đế, hoàng đế đồng ý, cười nói bữa tiệc cũng đã quá nửa khương thị hãy đến điện của lan quý phi nghỉ ngơi một chút buổi trưa lại cùng sứ thần dạo ngự hoa viên vâng đào hoa đáp cung kính lui ra lý tấn nhìn thấy vội vàng muốn đứng dậy nhưng bị dương vạn thanh ép xuống thần cùng công chúa đã lâu không gặp lại đều là nữ nhi gia cũng nên nói chuyện riêng tư nàng đứng lên nói thần cũng xin cáo lui trước được mình đức đế gật đầu Lý Thừa Tướng ở lại đây cùng chấm. Lý Tấn bất đắc dĩ, đành ngồi xuống tiếp tục trò chuyện, nhưng ánh mắt liên tục hướng ra cửa, làm thầm tại giã cũng có chốt tò mò. Nhìn biểu hiện của hắn, tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn vứt bỏ Khương Đào Hoa, ngược lại còn rất nhớ thương. Đã như vậy, tại sao trước đây lại lựa chọn như vậy? Rời khỏi chính điện, Đào Hoa dựa vào thành cung thở hồn hền, vẻ mặt nghiêm túc. Dương Vạn Thanh theo kịp, nhìn nàng gọi nhị công chúa quay đầu lại đào hoa nhíu mày nói ta ra đây chỉ muốn nói với ngươi hoàng đế và thừa tướng đại ngụy đều không phải người dễ đối phó ngươi hãy keo lý tấn lại đừng để hắn gặp hố liền nhảy sẽ liên lụy cả triệu quốc dương vạn thanh sững sờ tiến gần nàng nói dù lời thừa tướng có chỗ không đúng nhưng không nghiêm trọng đến mức đó chứ sao lại không đào hoa lắc đầu ngươi không hiểu rõ ngươi đưa cho thầm tại giã một cái tơ nhện, hắn cũng có thể theo đó mà tìm được nhà tơ con nhện. Huống chi lý tấn rõ ràng bị rối loạn tâm trí, rất dễ bị người ta lợi dụng. Dương Vạn Thanh trầm mặc, suy nghĩ một chút, ngoắc thân tín đến, thì thầm vài lời bảo hắn đi truyền lời. Tưởng rằng công chúa đến Đại Ngụy sẽ không còn nhớ đến Triệu Quốc, nàng ngước mắt cảm khái nói, không ngờ trong lòng ngài vẫn có tâm bảo vệ quốc gia tức giận liếc mắt, Khương Đào Hoa nói, đó là nơi ta lớn lên, là quê hương của ta, dù bị người khác bóp trong tay, ta vẫn muốn bảo vệ nó, Dương Đại Nhân lời này thật khách khí. Huống chi, mạng ta không phải vẫn nằm trong tay các ngươi sao? Dương Vạn Thanh bật cười, trên mặt biểu hiện phức tạp, đưa tay lấy ra một bình ngọc nhỏ, đây là giải dược. Đào Hoa đưa tay muốn cầm, không ngờ Dương Vạn Thanh lại rốt lại, nghiêm túc nhìn nàng nói, giải dược có thể cấp nhưng nhị công chúa ngài phải nhớ kỹ mình là người triệu quốc lúc cần thiết vẫn phải làm việc vì triệu quốc ánh mắt mang vẻ châm chọc đào hoa liếc nhìn nàng nói dương đại nhân không phải người vô lý ta hỏi ngài một câu ngài cảm thấy triệu quốc hiện tại có thể chống đỡ được bao lâu dương vạn thanh trầm mặc cúi mắt nàng không phải không rõ hoàng trường nữ và lý thừa tướng cũng không tự ý chính sự tân hậu can thiệp quá nhiều ngược lại dẫn đến quần thần bất mãn dân tâm rời bỏ triệu quốc đã vào thời kỳ hoàng hôn cơ nghiệp trăm năm của tổ tiên chỉ sợ chỉ còn lại hai ba năm vinh quang nếu ngài thật sự nghĩ cho triệu quốc không bằng giúp tam hoàng tử một phen đào hoa nói nhỏ ngài trong lòng rõ hơn ai hết trường quyết có dũng có mưu có thể mang binh đánh giặc cũng có thể đăng cơ làm đế nhị công chúa dương vạn thanh mím môi ngắt lời nàng trận doanh khác nhau có một số việc thần cũng không thể làm gì ánh mắt u buồn đào hoa tựa vào thành cung thở dài nhìn sắc trời mờ nhạt thản nhiên nói trận doanh khác nhau giết trung thần tin tiểu nhân cuối cùng quốc gia sụp đổ gặp nạn không phải là dân chúng sao nhưng cấp trên làm sao nghĩ đến dân chúng họ suy tính lợi ích và địa vị của mình dù quốc gia lung lay sắp đổ vẫn muốn sống sung sướng cả đời. Về phần sau này dân chúng ra sao, hoàn toàn không liên quan đến họ. Dương Vạn Thanh đưa giải dược cho nàng, nhỏ giọng nói, rất nhiều việc chúng ta không thể làm chủ, không bằng để số phận quyết định. Mặc cho số phận, đào hoa nhớn mày, đó không giống tác phong của Dương Đại Nhân. Ta nhớ ngài không chỉ một lần khuyên phụ hoàng, đều là lời hay ý tốt gặp phản đối. Đó chỉ là chuyện đã qua dương vạn thanh cười khổ nhị công chúa cũng vừa nói sao khẩu vị thay đổi con người cũng thay đổi nhiệt huyết ngày xưa bị lạnh lẽo trong gió rét lâu ngày cũng nguội lạnh thần hiện tại chỉ muốn sống bình yên không còn trí nguyện đền nợ nước có thể sống mà biến một trung thần không còn trí nguyện đền nợ nước quốc gia thật bi ai biết bao đào hoa lắc đầu đưa tay nhận giải dược tính thời gian không sai biệt liền ăn trước hai viên ăn xong đếm trong bình, đúng là không nhiều không ít, chỉ có 10 viên. Hoàng hậu nương nương đối với ta đề phòng thật nghiêm ngặt. Nhìn nàng, Dương Vạn Thanh nói, đó là vì ngươi có bản lĩnh, dù bị đẩy vào bùn, vẫn có thể đứng dậy, nàng sợ ngươi nên mới đề phòng như vậy. Ta bây giờ còn gì đáng sợ? Đào hoa cúi đầu nhìn mình, xa xứ, thân chúng kịch độc, mạng nằm trong tay nàng, nàng là hoàng hậu, thật sự thiếu tự tin trong ánh mắt đầy thâm ý dương vạn thanh nói ngươi còn có ly tấn hả kinh ngạc nhìn nàng đào hoa bước ba bước sang bên cau mày nói chúng ta có thể không nhắc đến người này không còn có thể nói chuyện vui vẻ có vài lời ta từ sớm đã muốn nói với ngươi nhưng hắn không để nói dương vạn thanh cười nhìn ngươi hiện tại đã là người phụ nữ của gia đình sống hạnh phúc ta khó tránh cảm thấy không đáng cho hắn không bằng nói thẳng Ngươi chờ một chút, Đào Hoa nheo mắt, nghiêm túc nhìn nàng một lúc, nói: "Ta và hắn đã không còn liên quan gì, đã qua nhiều năm như vậy, ngươi không lẽ muốn nói với ta, hắn trước đây đối xử với ta như vậy là vì muốn tốt cho ta?" "Không phải." Dương Vạn Thanh lắc đầu, ban đầu hắn thật sự đáng trách, không muốn bị ngươi liên lụy, nên lựa chọn đứng về phía hoàng trưởng nữ. "À." Thở phào nhẹ nhõm, Đào Hoa vỗ ngực, "Vậy còn gì để nói?" Dương Gia và Lý Gia là thế giao, Dương Vạn Thanh coi như nhìn Lý Tấn lớn lên, dù không lớn hơn hắn bao nhiêu tuổi, khó tránh khỏi coi mình như tỷ tỷ, nên hôm nay nhìn thấy cảnh này, nàng cũng có chút đau lòng. Nhìn thái độ của đào hoa, lúc này liền không vui nói. Hắn dù sai ngay từ đầu, nhưng không lâu sau liền hối hận, thường âm thầm giúp ngươi và trường quyết. Biết ngươi trúng độc của tân hậu, liền nghĩ hết cách tìm giải dược cho ngươi, ngay cả việc ngươi muốn lấy chồng xa đại ngụy hắn cũng giúp ngươi dù không cảm kích ít nhất cũng không cần ghi hận hắn còn có chuyện như vậy sao đào hoa cười liếc nhìn dương vạn thanh nói dựa theo lời ngài ta giết người nhưng giết xong hối hận thậm chí giúp chôn thi thể người bị giết không thể ghi hận ta còn cảm kích ta dương vạn thanh dừng lại lời không thể nói như vậy ngài biết không người đều có thân sơ gần xa đào hoa cười nhẹ ngài chỉ trích ta đơn giản vì đứng ở lập trường của lý tấn đau lòng hắn nên cảm thấy ta nên tha thứ nói như vậy không ai muốn nghe tâm ngài từ đầu đã thiên lệch lại có tư cách gì luận ai đúng ai sai giữa hai người ngài thấy lý tấn không dễ dàng nhưng có nghĩ đến ta không ban đầu bị phản bội là ta suýt mất mạng bị người thân thấy chết không cứu cũng là ta dù hắn hối hận bồi thường ta ta phải cảm động đến rơi nước mắt, tha thứ hắn. Quán là hắn cho, không hỏi ý ta, ân cũng là hắn cho, không hỏi ý ta, vậy giờ, ngài lấy tư cách gì uốn nắn ý nghĩ của ta? Đoạn thoại này làm Dương Vạn Thanh Á khẩu không trả lời được, ngẩn ra nhìn đào hoa một lúc, thở dài nói, ngươi thật không hổ là đồ đệ của thiên bách mi, nói không ai cãi lại được. Quá khen, đào hoa nhún vai, cười dịu dàng, sư phụ ta nếu thấy lý tấn tất nhiên sẽ phế đi hai tay hai chân hắn ta làm đồ đệ quả là mềm lòng nhị công chúa dương vạn thanh có chút không vui ngài ghét lý tấn như vậy không phải khó xử chính ngài nuốt quá nhiều để tha thứ hắn mới là khó xử chính mình đào hoa nghiêm túc nói ta bình thường không nghĩ đến hắn nên không sao chỉ là vài ngày không thoải mái ngài không cần nói nhiều dù sao đây cũng là ân oán giữa ta và hắn. Nói không lại nàng, Dương Vạn Thanh lựa chọn bỏ qua, cúi đầu nhìn dược trong tay nàng nói, ngài bảo trọng. Đào hoa gật đầu, lại dặn nàng, trong quốc sự ngài hãy để ly tấn tốn thêm tâm tư, dù đã mặt trời lặn phía tây, nhưng kéo dài chút ánh chiều tà cũng tốt. Thần hiểu, Dương Vạn Thanh chắp tay, theo người trở về chính điện. Khương đào hoa thở dài, Mồi xổm bên cạnh bồn hoa ngẫm nghĩ. Lúc nàng đi, binh lực triệu quốc còn rất ít, liên tục không dám lộ ra, chỉ làm cường ngạnh phòng thủ ở bên cạnh. Nhưng điều này còn có thể giấu minh đức đế bao lâu? Đại ngụy nội loạn đã bình đỉnh, hoàng tử dù vô dụng, ngoại trừ Nam Vương không ai có thể ngồi vững, trong chiều chúng thần cũng dần thuộc về lòng trung thành, có dư thừa tinh lực khai thác danh giới. Đổi vị trí suy nghĩ, nếu nàng là minh đức đế sẽ làm gì với triệu quốc? Đáp án rất rõ ràng, thăm dò hư thật, nhân cơ hội tấn công. Từ hành động hôm nay của Minh Đức Đế cũng thấy chút manh mối, triệu quốc sợ là nguy hiểm. Buổi trưa tiệc kết thúc, Lý Tấn say mềm, được sắp xếp nghỉ ngơi trong cung. Thẩm tại giã ra ngoài thấy nàng, khẽ nhíu mày, ngươi ngồi bên ngoài suốt. Thiếp đang đợi ra, đào hoa cười hiếp mắt, xin được khen ngợi, thiếp hôm nay biểu hiện không tệ chứ cũng tạm thẩm tại dã dẫn nàng ra ngoài thản nhiên nói nhìn thừa tướng triệu quốc các ngươi ta hiểu vì sao triệu quốc trở nên như hiện tại trong lòng có chút không vui đào hoa mím môi nói dù sao triệu kinh đô là quê hương của thiếp ta biết thẩm tại dã nghiêng nhìn nàng khẽ mỉm cười ngươi thật nhạy cảm những người khác ở đây không nhận ra điều gì nàng lại nhận ra tâm tư của hoàng đế thật sự là không thể xem thường Gia định làm gì? Đào hoa miến cưỡng cười hỏi. Thẩm tại giã ngẩng đầu nhìn đường phía trước, thản nhiên nói, chuyện này do Hoàng thượng quyết định, không phải ta. Nhưng ngài có thể nói với Hoàng thượng cách nhìn của mình. Đào hoa kéo tay hắn nói, thiên hạ hôm nay thế chân vạc, lẫn nhau kiềm chế, nên nhiều năm không có chiến loạn. Hiện tại nếu đại ngụy xuất binh tấn công triệu quốc trước, khó tránh khỏi ngô quốc thừa dịp mà vào, Hoàng thượng không suy nghĩ đến sao. Ngô Quốc cũng còn đang nội loạn, thẩm tại giã nói, chỉ sợ không có tinh lực xuất trinh. Điều này không chắc, Đào Hoa nói, nghe nói đại hoàng tử Ngô Quốc cũng không thiếu dã tâm. Cỏ ngao tranh chấp, ngư ông đắc lợi không tính được sao. Bước chân dừng lại, thẩm tại giã đột nhiên quay đầu nhìn nàng, người sao biết rõ đại hoàng tử Ngô Quốc. Nghe nói thôi, Đào Hoa biểu môi, Tam Quốc Hoàng Thất, không phải đều hiểu rõ lẫn nhau sao? Mặc dù ta không biết chi tiết, nhưng tin tức này vẫn có thể nghe thấy. Khẽ nheo mắt, thầm tại dã nhìn chằm chằm mặt đất suy nghĩ một lúc, đột nhiên nhìn nàng nói, Khương Đào Hoa, người đến đại ngụy có mục đích gì sao? Cái gì, bị dọa sợ, Đào Hoa lùi lại, khoát tay nói, ra, ngài đừng nghĩ nhiều, thiếp chỉ đến để mưu sinh thôi. Chỉ đơn thuần kiếm sống, có thể gửi nhiều bạc như vậy cho để ngươi nuôi quân thầm tại giá cười nhẹ, lắc đầu, ngươi lừa ta làm gì? Không bằng nói rõ. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.